thực sự là hôm nay là một buổi lễ dành cho các con 2018, thực sự là xúc động. Cô Lan thì chắc là bố mẹ đồng hành lâu ở phía trên lớp thì cũng biết rồi ạ. Cô Lan thì là một người mà không khéo ăn nói. Thế nhưng mà buổi lễ ngày hôm nay thì cũng là một buổi lễ mà có lẽ là buổi lễ cuối cùng của các con tại Việt Trí Nước trước khi mà các con tham gia lễ tổng kết năm học. Cô xin gửi lời cảm ơn trân trọng và biết ơn tới tất cả các quý vị phụ huynh đã tin tưởng và đồng hành cùng Việt Trí Nước trong suốt thời gian vừa qua. Quá trình hoạt động thì thực sự là các cô vẫn còn rất nhiều thiếu sót, nhưng mà luôn luôn được phụ huynh chia sẻ, thấu hiểu và bỏ qua. Và ngày hôm nay đây thì là cái chương trình này cũng là chương trình mà các cô muốn tổ chức trong phạm vi quy mô gia đình để tất cả bố mẹ và các con cùng nhìn lại hành trình của chúng ta trong suốt quá trình mà các con học tập và rèn luyện tại Virginus. Cô Lan tin rằng tất cả với những kỹ năng, với những cái buổi vui chơi, dã ngoại rồi những hoạt động trải nghiệm liên tục thì các con chắc chắn sẽ tự tin, sẽ tỏa sáng ở các môi trường tiểu học. Các con có đồng ý như thế không? Cô thì cũng nghĩ rằng là chúng ta tự tin thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Và cô hy vọng rằng là suốt hành trình các con đi tiếp theo, khi mà các cô dõi theo thì các cô vẫn luôn luôn nhận được những tin vui từ các con và mong rằng các con sẽ thành công trên chặng đường phía trước. Cảm ơn tất cả các quý vị phụ huynh đã có mặt ở đây ngày hôm nay, đã đồng hành cùng cô trò. Và chương trình này thì là một chương trình ấm cúng của gia đình Việt Trí Nước Quan Nhân và Việt Trí Nước Hội Viên Thưởng. Sau chương trình này thì nhà trường sẽ tổ chức chương trình lễ tổng kết tại nhà văn hóa quận Đống Đa để tổ chức chương trình tổng kết cuối năm và là một cái lễ tốt nghiệp cho tất cả các con học sinh 2018 trên sân khấu. Ngày hôm đó thì các con sẽ mặc đồ tốt nghiệp và chúng ta sẽ là ngày cuối cùng mà chúng ta tham gia sự kiện tại Việt Trí Nước. Cô hy vọng rằng những hành trình tiếp theo vẫn có thể được đồng hành cùng các con, và hy vọng rằng là các con sẽ luôn luôn nhớ về Việt Trí Nước, nhớ về các thầy cô và luôn luôn nhớ cả về nhau nữa. Đồng ý không ạ? Cô Lan cũng không nói được dài dòng hơn, nhưng mà cũng cuối cùng thì cuối lời xin gửi lời cảm ơn chân thành và biết ơn tới tất cả các bố mẹ, với các con. Có bố mẹ, có các con thì mới có